A Cường đã kiểm tra cái lồng bẫy cua biển để đóng gói và chuẩn bị gửi đi cho khách nha các huynh nhá. Đây các huynh nhìn đây này. Cái lồng bẫy cua em gửi cho vào cho khách ở Hải Phòng nhá. Đấy 15 chiếc giá 750.000 bao ship cho khách bác khách đấy. Đây, đóng gói rất là cẩn thận và kiểm tra kỹ càng từng cái trước khi gửi cho khách luôn. Các huynh nhìn này, để em giới thiệu qua cái thông số của nó nhá. Để cái lồng cua biển này kích cỡ 40 60 và có hai khuynh này, hai khuy để cài nhá. Các bác nhá. Đấy, hàng rất là cẩn thận, rất là đẹp. Hai móc khuy như này, móc từ dưới lên này để cho nó chắc chắn này. Đấy, hai để nó khít vào nha. Hai khuy rất là cẩn, rất là chắc chắn. Nếu các bác cần muốn gia cố chắc chắn thêm ấy, thì các bác thì lấy cái dây buộc chặt vào thêm chút nữa thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đây như em nhìn này này để cho các bác xem. À, bên trong của cái lồng bẫy cua biển này thì nó có cái móc để gài mồi nha. Khi các bác móc vào tháo ra và móc con cá vào nha, cắm vào con cá vào rất là chắc chắn. Cái đấy khung đây là bằng inox nha. Còn về cái khung sắt của cái lồng lồng bẫy cua biển này là kích cỡ của nó là 40 60 và được chất liệu của nó là bằng kẽm này. Đấy kẽm nhá. Kẽm nó không gỉ đâu các bác ạ. Đấy. Còn cái đường nó thiết kế rất là đẹp này các bác này. Thiết kế hình chữ V để khi bác có thể gập vào mở ra rất là thuận tiện. Tiếp theo em giới thiệu qua cái phần mắt lưới nhá. Mắt lưới của nó là sợi cào, sợi dù của Nhật Bản này, dù dù Nhật Bản rất là dày, sợi rất là to. Mắt lưới của nó là 4 phân. Những con cá cua đồng thì không bắt được, cua biển thì bắt được nha, hoặc con dạm là bắt được các huynh ạ. Đấy các huynh cứ nhìn đấy đi. Giá rất rẻ thôi. Các bác cứ mua ít thì 50 nghìn một chiếc, còn mua nhiều thì rẻ một chút. Các bác cứ alo cho em là sẽ báo giá cho các bác. Đấy mắt lưới của nó là 4 phân, hai ngón tay nhét vừa nha. Đấy. Còn về cái cửa vào này thiết kế rất là cẩn thận, hai cái cửa vào đấy, như ví dụ đây tay em là con cua nhá, em bỏ bỏ vào như vậy thì khi nó vào sẽ chui, không thể chui ra được đấy các bác ạ. Đấy khung 40 60 nhá, đấy cao 20 phân, cửa vào 20 phân, 40 60. Đấy các bác nào mua hàng thì alo inbox cho A Cường, A Cường sẽ giới thiệu các mặt hàng bẫy cua bẫy cá cho các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.